những người hai con hãy trở về sân khấu để ra mắt Quân Biệt Đài Hò. Vâng, kính thưa toàn thể quý ông quý bà, các bác anh chị, ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại nhất của cặp đôi Ương trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, cô dâu và chú rể đã có mặt trên sân khấu ngay lúc này đây. Rất mong toàn thể quý ông quý bà, các bác anh chị, chúng ta hãy nâng một tràng pháo tay cho đồng nhiệt nhất được không ạ? Vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Quý vị, quan khách và kính mến, trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày vui, ngày hạnh phúc của hai con, không thể thiếu được song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Xin quan gia mong quần lớn trưởng thành, có đúc hoạn nạn, có đúc đất cây. Cha mẹ vẫn chăm lo cho con như hoa trên cành. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại nhất, xin được long trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai có bố Đào Văn Trung, mẹ Đường Thị Duyên trở về sân khấu để ra mắt cùng hai con. Xin được long trọng và kính mời. Vâng, xin trọng kính mời đại diện của gia đình nhà gái có bố Hà Văn Thăm, mẹ Lò Thị Sinh. Xin được long trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình, chúng ta hãy cùng trở về sân khấu để ra mắt cùng hai con. Yêu với trẻ hiện sức lứa thiên vừa đôi. Các bác kính thưa thực thể thì ông quý bà, các bác anh chị, ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của cặp đôi Ương trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, những bậc làm cha làm mẹ sinh thành nuôi nấng cho cô dâu của chú rể cũng có mặt trên sân khấu ngay lúc này đây. Và rất mong tập thể quý ông quý bà chúng ta một tràng pháo tay cho đồng nghiệp nhất đấy đâu ạ. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay của tập thể quý vị như hương như hoa đã tỏa ra trên sân khấu, lời chứng minh cho đại gia đình hạnh phúc và cũng như cặp đôi Ương trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa, hôm nay đúng là ngày đành tháng tốt, gia đình hai bên và hai cháu đã tìm hiểu để rồi họ đến được với nhau. Bằng tình bạn cho đến tình yêu, cho đến buổi trưa ngày hôm nay cũng đã được chín mùi, đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ thuốc đủ chè, đủ gà hay họ bốn bên về lấy chung vui và chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ vàng ngọc, giây phút kim cương đã đến, sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa. Xin được long trọng kính mời hai con chúng ta hãy bước lên hai bước đi ạ. Vâng, và hãy trao nhau và hãy cúi đầu thật sâu để chào tập thể với ông bà các bác chị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Một tràng vỗ tay của các bác chị đó. Vâng. Vâng, xin chào kính mời hai con hãy trao cho nhau trước nhẫn cưới đi ạ. Vâng, xin chào kính mời hai con. Chiếc nhẫn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Chiếc nhẫn vòng tròn sẽ chứng minh cho hai đứa bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Vâng, xin chào kính mời hai con hãy trao cho nhau chiếc nhẫn cưới nghiệp thề để nói lên rằng từ ngày hôm nay đôi tân lang và đôi lang của chúng ta sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Vâng, hai đứa bạn trẻ cũng có chiếc nhẫn để luôn gắn kết yêu thương nhau cho đến tới đầu bạc giang đong. Vâng, xin chào kính mời hai con hãy trở về vị trí cũ ạ. Vâng, kính thưa tập thể với ông bà, các bác anh chị, ngày vui, ngày hạnh phúc của hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay cũng có song thân phụ mẫu của đại diện hai bên gia đình. Xin được long trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai có bố Đào Văn Trung và mẹ Đường Thị Duyên hãy bước lên một bước đi ạ. Vâng, xin trọng kính mời đại diện của gia đình nhà gái có bố Cả Văn Thăm, mẹ Đào Thị Sinh, chúng ta hãy bước lên một bước đi ạ. Vâng, hãy cúi đầu thật sâu để chào tập thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Có bước chiếc phân để bảo hỏi em ơi. Vâng, cảm ơn ông bà. Vâng, xin trân trọng kính mời ông bà hãy trở về vị trí cũ ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý ông, quý bà, các bác anh chị, ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại nhất của cặp đôi Ương trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhà gái hân hoan mừng rể mới, nhà trai hớn hở đón dâu hiền. Anh đi đạp rể, em về làm dâu, chủ hôn hai họ cùng cô dâu và chú rể. MC Huân Núi, nhà giảm rất là kháng trang của anh Cường và nhà nhiếp ảnh gia của Văn Ngân. Xin gửi đến chào gửi đời đến toàn thể quý vị lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Rồi ngày mai sẽ ra đi. Vâng, kính thưa toàn thể quý ông bà, các bác anh chị, ngày vui, ngày hạnh phúc, hôm nay đúng ngày đành tháng tốt, ngày 5 tháng 7 năm 2023, tức ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão, tại gia đình nhà trai, bản Triềng Tông, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, long trọng tổ chức mừng đế thành hôn cho chú rể anh Việt sánh diên cùng chú dâu Thái An. Thái An anh Việt được sự nhất tiếng của chính quyền địa phương, bôn bẹt của hai bên gia đình, được sự đồng tình của cặp đôi Ương, cũng như sự có mặt đông đủ của tập thể quý ông quý bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay đã bất chút thời gian và ngọc quý báu của mình trở về chung vui mừng hạnh phúc chúc tương lai của hai cháu hai con của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ vàng ngọc,
giây phút Kim Cương đã đến. Cô dâu Thái An sánh diện cùng chú rể anh Việt. Anh Việt Thái An xin phép được chính thức tuyên bố bắt đầu. Trước sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay là chứng minh cho hai đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý ông bà, các bác anh chị, ban tổ chức chúng tôi xin được thay đời cho hai bên gia đình, đến đời cho cô dâu của chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý ông quý bà, các bác anh chị đã vất chút thời gian và ngọc quý báu của mình trở về chung vui mừng hạnh phúc chúc tương lai trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý ông bà, các bác anh chị, và ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại nhất cũng có song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể sinh thành nuôi nấng của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, là tấm tình cảm mà các bậc các vị đã dành tặng cho gia đình và cho cặp đôi ương trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý ông quý bà đã bất chút thời gian quý báu của mình. Vâng, xin được kính chúc toàn thể quý ông bà chúng ta có một bữa trưa vui vẻ và hạnh phúc. Chúc hải ấy bạn đọc phò mè bạn phuồng hâu ở gần đầu khẩu ngay hay bắn chẹp. Ước xin thổi ấy bạn đọc phò mè bạn phuồng ơi. Bạn đoàn ca xuất khỏi gỡ sò lại tàng là sắp bọn phú giả tàn tay. Cái bạn đầu phuồng biết đóng cảm nì biết khó nặng sòng sượt với khắp ở này ấy bạn đọc phò mè bạn phuồng có bà bà ấy. Còn chất tiếp tố khỏi sò, chất nông đội trưởng phụ trả đề, chất nông bí thử phụ trả quạt, chất phò là nàng thành, chất mẹ em bánh nàng hiếng thành sạc, chất ngại cánh nông nàng hiếng kịp nghe. Ơ nhau chào khẩu đằng sắc bóng, anh lò văn trung cánh bà chị đường thì riêng, cánh bà đại diện gia đình nhà gái. Có bố lò văn thăm cánh ba mẹ lò thì sinh kiến nhiệt kiến tó bạn tó cuốn tó hiện tó chầu có mít bóng bạn nè kẻ đằng hay các bạn phải hoi với trăm ngắm ngắm bác khốn còn lúc nào bốn bà đứa một pha đứa một đuông nướng chè bè khùng trắng xỉnh mít đút đòi ở hạt văn phanh rú xí vườn cầu rú cầu vườn tìm xí vườn chẳng áo bách kìm khẩu cầu vườn chẳng áo bách kìm nông ớt bò trang điện trắng sùng mẹ trang trùng trắng nhớ trắng nhớ phiếc hông trắng sùng phiếc phà mà phiếc phò phiếc mẹ hà hơn lúc vật trai tuổi diêm sản trắng hồ tan phí là phần nhĩ tuổi diêm sĩ trắng hồ tan hồng các hồng này hồng tam sa xí tan phí nơi này phí nơi ở đẹp sao sòng bao nắng trắng báu về hay đồ nà bao nắng trắng báu về na đồ nòng cho nên lúc vật trai sửa phố hồ lốt ta sửa phạt bá đốt này chẳng bắt đủ miệng kẹt quan đông thái an chúng có bàn thành đường mang táng tủ tán chu cách điện ba vườn hài sòng sài tà gió đen trèn kiều cho nên để quan chu là chẳng khuyên sớ ảo cảnh quan báo cánh xào chẳng khuyên suy em hà ai ớt bò trắng ổn điện sầu chẳng ảo điện đủ tê tê ngoa tê sức cho bọn phú gia xúc khỏi cả các yếu điều xiều nòi chứ hạ phủ thác năng sở si mà phá đùa sở buồn mò đang giấu giỏ tạc khách vân cày báu mi chẳng bắt kheo khẽ hòn chào đúng chào tà lúc nào cả tất cả vùng sống khá sắc bọn làm mẹ ăn mất nhiệt hướng nhiệt giàu mất nhiệt tàu nhiệt chi cái ba mất đi mưa đỉnh bên chân mưa sẵn bên chép đi lẹp chép ngang thì chuyên bẩn mạng của bà mở ải ấy mẹ nông ơi sắc bọn phú gia tà mai đang kiếm lẩy bài mi nhiệt phát khẩu đầu hồng lấy lòng hà nội của mía sầu làm nịt về đồi thú phù kim về đồi sắc đồi phết đất tấy về đồi sắc đồi cấy với xìa về đồi phò mía ở hàn thầu bạn đoàn ba xuống khỏi sầu này tàn mà sắc bọn phú gia tà mai sọ cá mở này ấy mẹ nông phò mè bạn cuồng sọ chúc hậu phú gia tà mai phải kim bà bát kim đầu để nứng hơn nứng hơn điều thứ xà mắt bà bạn đoàn ba xuống khỏi sầu này tàn mà sắc bọn chưa hơn sọ cá mở này ấy mẹ nông phò mè sọ bạn xà bạn sọ hiền xà xá hạc phanh phái bìa ban cảm thái lắc đỡ sờ đi hồi bình kiện ký xe máy tái tác đường bắt tủ bắt tôm bắt bao đồ sòn làn bạn đoàn ba xuống khỏi sọ chúc hậu ải ấy mẹ nông phò mè bạn cuồng ải đau đau thì bê bạn mắt tướng chẳng bàn chết cả mướng mắt tướng chẳng hồ phụ bài ca để ế bàn phòng phụ rú nòng rú na mi phà tổ màu điện đồ tàu mắt nhớ sùng dao mới để nơ ca khai phải đàn chúc hậu ải ế mẹ nông phò mè hâu bên đất đua sầu khẩu pha xuống giảm phâm cả phụ mắt buồn hỏi bên sài phụ mắt bài hỏi bên phần phụ mắt ăn cánh cà phê mắt bên cuông bài ca mắt lại ngân hàng hài quá lại mắt lại ngân kiều tiêu tăng mặt lại chu mà lại phải lại ngân này mẹ nông ơi một tràng pháo tay đó. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay của tập thể quý ông bà các chị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Chị chân sông và kính mến, qua sông thì phải có bến con hờ, chung vợ cả chồng thì phải có dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều. Trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng nhờ như đời cảm ơn và cũng như đời phát biểu đến tận thể quý ông quý bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay xin trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình có món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất sẽ dành tặng cho hai con. Xin được long trọng kính mời đại diện
của gia đình nhà trai. Bố mẹ xin được long trọng kính mời hai em hãy tặng cho con trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Dạ vâng, cũng cha nghĩa mẹ tình sâu. Trong buổi trưa ngày hôm nay, các bố mẹ cũng có món quà rất là ý nghĩa, thân thương nhất để dành dù và dành tặng cho hai con. Xin được long trọng kính mời mẹ Đường Thị Diên và bố Đào Văn Trung trong buổi trưa ngày hôm nay có món quà rất là ý nghĩa, thân thương. Đúng là con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sinh con ra mong có đấng trưởng thành, có đúc hoạn nạn, có đúc lắng cây. Cha mẹ vẫn chăm lo cho con như hoa trên cành. Hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc lòng tùa nối ước mong. Và chúc cho hai con trăm năm tình miên mán, bạc đầu nghĩa phu thê. Hạ cả tàu phồm đành, bách cả tàu phồm đón. Hảo khăn mặn giữ nơ bi bón chân đánh sảnh hùng. Cả vòng sống khá hà sang con đồn tàu hảo khăn em ra ơi. Có phương trẻ con là báo ải em đó ơi. Sao bao kính thưa tập thể, các bác chị trân trọng và kính mến. Nhà trai hăng hái, nhà gái không kém gì đâu đúng không ạ? Và tiếp theo món quà của đại diện của gia đình nhà gái có bố cả bác Tham và mẹ Đào Thị Sinh. Xin được long trọng và kính mời. Đàn chim non vẽ vuông ngọn tre, khăn màu son áo nâu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai ông bà chúng ta hãy có một quà rất là nghĩa, thân thương nhất để dành tặng cho hai con. Hạt đủ đầu cò chim mi trường phanh, phanh đủ đầu cò chim mi trường pha. Hoa trường mày giạt tàu mắt đường, hoa con trường giạt tàu mắt sầu. Mẹ là hạt đủ đầu chim sầu phát sỏi bén mùa phát khèn căm. Nhạc yêu mà xót hẹn, bất chừng mày là khải đủ sắc hán khải quay, bất chừng mày là khá đủ mẹ em tanh mai nửa sắc đau khải mà, hạt bền mày hôm mất xuống bền chìa, hạt bền mày hiện xuống đi bằng, hạt bền bất nhích xuống bền bằng tè na sung ơi, hạt bền bao nà núng cường hơn, hết chẳng quan sắc bọn em cái trường lành sảnh hùng, cả bồng sống khá hạt sắc quan thông tàu, bất chừng hết giàu, bất chừng tàu nhiệt chi, hảo khăn mặn dưỡng em ơi, hảo giúp đồ xuống tàu biết tăng sảng ý kích phần lệ nơ. Sau bằng tiếp theo chương trình một quả quả cái gì chúng ta hãy cùng nhau di chuyển được phía sân khấu để cùng nhau tặng cho hai con hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Con xin chào kính mời bác Hồng Quỳnh đến trở về sân khấu để dành món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai cháu. Xin được long trọng và kính mời ạ. Món quà của bác Kỳ sẽ là bác mua món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất của đại diện gia đình nhà gái. Xin được long trọng và kính mời ạ. Sự bằng kính thưa tập thể của bác anh chị trân trọng và kính mến. Hôm nay pháo đầu ban trời, mẹ chúc hai đứa một đời vàng son. Chúc hai con sớm hôm tối kề, món quà nhỏ những tấm lòng son. Mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này, sớm sinh một gái một trai, cho tròn chú hiếu trọn đời mẹ vui. Chúc cho hai con hắc cả tàu phồm đành, bách cả tàu phồm lón để đỡ sọc làn ơ. Tôi vâng cảm ơn món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất của người bác đã dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, tiếp theo món quà của bác mua. Vâng, xin chào kính mời ạ. Sau món quà của bác mua sẽ là món quà của anh Tình. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau di chuyển được phía sân khấu đi ạ. Hảo khát mặt dưới này anh Tảo ơi, mấy trường đánh sảnh hùng. Ơ cả bồng sống khá hả, sang quán đồ tàu đồ làng. Má diện hơi nhân rào, má điện tàu điện chi. Hảo khát mặt dưới này nơ, hả xung đồ sông tàu. Mấy tăng sảnh kính phân này nơ. Vợ chồng như thể con tầm, cùng ăn một đá, cùng nằm một đông. Vợ chồng như thể con ong, con cuốn, con quýt, con trong, con ngoài. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày vui, ngày hạnh phúc, đó chính là chủ nhân của tấm thiếp hồng. Trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Từ giờ phút này trở đi, hai đôi bạn trẻ sẽ luôn gắn kết yêu thương nhau cho đến tới đầu bạc giang đông. Vâng, xin chào kính mời món quà rất ý nghĩa thân thương nhất của người anh và anh Tình. Hãy trở về sân khấu đi ạ. À. Anh Tình đâu ạ? À? Món quà của bà cụ nội của cháu sau trong buổi trưa ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình chúng ta đang ngồi đâu ạ? Và hãy cùng nhau di chuyển về phía sân khấu và món quà ý nghĩa thân thương đi ạ. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời cô Hương ạ. Cô Hương đến thay món quà của bà cụ nội ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Gia đình chúng ta hãy khẩn trương đi ạ.
cảm ơn món quà gia đình dễ thân thương nhất của anh chị đã dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào, kính mời. Thảo Khăn ơi, em Thảo ơi, bên trường đánh sành hùng ơn cả bồng sống phá ở sang bón một tàu bên nhà thương nhà giàu đến tàu liên chi Thảo Khăn bằng dân hả xuống bồ sống tàu với ta sẵn cái kính phần này đó. Xin trân trọng và kính mến như vậy món quà rất ý nghĩa thân thương của hai bên gia đình được khép lại tại đây. Và cái tiếp theo món quà trị giá 15 tỷ đồng, quý vị ơi, quý vị có biết đến từ ai không ạ? À? Xin hỏi quý vị ơi. Quý vị ơi, món quà tiếp theo trị giá 15 tỷ đồng, quý vị có biết đến từ ai không ạ? À? Đó chính là một tràng pháo tay của toàn thể quý ông quý bà các bác chị trong buổi trưa ngày hôm nay đó. Ôi, trong buổi trưa ngày hôm nay và đã dành tặng cho bài diễn của hai bên gia đình. Sau đó tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu đâu ạ, à, đang ngồi ở đâu ạ, à? Cũng có món quà rất là ý nghĩa đặc biệt nhất trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. À. Vâng, xin chào, kính mời món quà của bố mẹ của cô dâu đâu ạ. Vâng, nên là những người làm chương trình chúng tôi rất mong quý vị các anh chị hết sức thông cảm vì là đại diện gia đình hạnh phúc của chúng ta không ghi đến giấy nên là MC Huân Núi không gọi đến ạ. Và ngài xin chào, kính mời món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất của người mẹ thứ hai của cô dâu cho buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta hãy nâng một tràng pháo tay đi ạ. Và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn mẹ rất là nhiều ạ. Vâng, tiếp theo xin trân trọng kính mời bạn tiếp tân cũng như phụ dâu phụ rể chúng ta hãy mang chén rượu trở về sân khấu cùng những lời cảm ơn đến toàn thể quý ông quý bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được đón trọng phụ dâu phụ rể ạ. Kính mời toàn thể quý ông quý bà chúng ta hãy rót những ly rượu của mình lên đây ạ. Bằng đại diện gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng có chén rượu rất là nho nhỏ sẽ gửi đến toàn thể các vợ các vị khách quý đã vất chút thời gian và ngọc quý báu của mình trở về chung vui một hạnh phúc chút nay trong buổi trưa ngày hôm nay. Sống ơi ấy, em bạn nào có mẹ bạn khóa hâu ơi, bạn nào khái đảo khái phay sắp bón phần cười cánh bạc phú gia tản ai biết chén đảo đòi nâng sọ cá màu này ấy, bạn nào có mẹ bạn khóa hâu Thảo Khăn bạn dân ai ấy, bạn nào ơi sốt đồ sốt lại với ta sẵn cái kinh phương này nữa. Bố mắt của họ bền sạch. Bố mắt là mắt nhớ ta hồn cùng. Bố mắt của họ mắt nhớ ta khẳng tắng với đẹp nữa. Tôi vâng sợ kính mời tất cả quý ông quý bà ơi. Chúng ta hãy nâng ly rượu của mình đây đi ạ. Khi đó bên sắc bón phú giàn tản này mới chén đảo nòi nâng khai mở này ấy bạn nào qua mẹ mày được quá em ơi được quá 1 2 3 rồi 2 3 1 2 3 3 chúc mừng hạnh phúc của hai
Và xin chào kính mời đại diện của hai bên gia đình đã trở về hàng bàn ăn tiệc để chúc rượu toàn thể quý ông bà các chị trong buổi trường ngày hôm nay. Và xin chào kính mời ông bà. Và xin chào kính mời hai con. Chúng ta hãy trở về cắt bánh tình yêu ngọt ngào của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được đón chào và kính mời hai con ạ. Vâng, xin chào kính mời hai con hãy cắt chiếc bánh tình yêu ngọt ngào của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được đón chào và kính mời ạ. Đâu ạ? Chiếc bánh đầu tiên đây ạ. Vâng, xin chào kính mời hai đôi bạn trẻ. Vâng, xin chào kính mời hai con. Chúng ta hãy cắt chiếc bánh ngọt ngào tình yêu của mình là chứng minh cho hạnh phúc của hai bên gia đình. Và chiếc bánh thứ ba đó chính là tình cảm mà các bạn các vị đã dành tặng cho cặp của đôi nương trong buổi trưa ngày hôm nay. Và từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu đó là một câu chuyện dài với rất nhiều điểm tiến đầy cảm xúc cùng một bạn màu sắc khác nhau. Sao vẫn có một điểm chung khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa nhịp đứng đôi như nương luôn sát cánh bên nhau, nhẹ mãi mãi như chim điện cánh nhưng cay điện cành và mãi không thể để xa. Và chúc cho hai con trăm năm tình mến mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Chúng tôi lòng trọng kính mời hai con hãy rót những ly rượu tình yêu của mình và hãy cầm cho đầu rượu ban của chúng ta cho rượu hạnh phúc tình yêu của mình và mắt thật mạnh đây ạ. Xin chào kính mời. Vâng, xin chào kính mời cô dâu và chú rể, chúng ta hãy cười thật tươi lên đi ạ. Và lát thật mạnh đi ạ chú rể ơi, và mở khóa tình yêu của mình và rót những ly rượu tình yêu của mình đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các bác anh chị trân trọng và kính mến, rượu nồng là sự ái ơn trong tình yêu, rượu nồng kết nghĩa phù thề, tình ta nồng thắm xung vầy với nhau cùng chung thủy sắc màu tình yêu. Tôi chúc cho hai con hạnh phúc trăm năm, trăm năm cho đời một tin mừng, con đứng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy đánh chai rượu thứ hai của mình và lắc thật mạnh như ban đầu, xin cho đón trọng và kính mời ạ. Chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Từ giờ phút này trở đi, hai đứa bạn trẻ sẽ luôn nắm chặt tay nhau và cho đến tới đầu bạc ra đồng. Xin trân trọng kính mời hai con, chúng ta hãy bước lên một bước đi ạ. Và hãy quay mặt vào nhau. Xin hỏi quý vị ơi, quý vị có muốn biết chuyện gì xảy ra trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ? Chúng ta đã hôn cô dâu rất là bao nhiêu lần rồi ạ? Xin hỏi chú rể ạ. Tiết lộ được không? Đếm đời rồi đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà cô dâu và chú rể chúng ta hôn nhau không đếm đời nhưng mà không được sự chứng kiến của toàn thể các bậc các vị và MC Hoàng Đúng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ hôn nhau và sẽ trao cho nhau tình yêu thật là nồng nàn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể chúng ta hãy là tay lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu và hãy đột từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên chỗ nào mềm nhất của cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Đúng, chỗ chỗ nào, chỗ nào. Đó chính là vòng eo đúng không ạ? Và cô dâu của chúng ta sẽ đặt tay lên chỗ nào cứng nhất của chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là bờ vai đúng không ạ? Vâng. Theo MC Huỳnh Đỗ Yên Hô và cũng rất mong toàn thể quý ông bà, các bác anh chị chúng ta hãy nắm lại chén rượu hướng mắt lên sân khấu đi ạ. Nếu chú rể hôn vào má phải của cô dâu sẽ sinh được năm trai và năm gái. Nếu chú rể hôn vào má trái của cô dâu sẽ sinh được năm gái và bốn trai. Và nếu chú rể hôn vào bờ môi của cô dâu sẽ sinh được một trai và một gái. Theo chú